Vân và Quốc Hận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Bạn trai cũ của em là bạn thân của chồng em. Được, anh này được. Dạ, hai vợ chồng em là chia tay 2 năm. Thôi thì bây giờ ông chọn đi. Một là tôi, hai là con nhỏ đó. À, xin quý vị dành một tràng pháo tay để cùng chào đón với cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai bạn. Dạ em chào anh Thuận Thuận con dạ. Rồi bây giờ xin mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Thân Dòng Kỳ, năm nay là em 28 tuổi, là em là kỹ sư điện. Dạ quê em ở Bình Định. Dạ em chào anh chị, em tên là Huỳnh Thị Thế Hiệp, em năm nay 29 tuổi, em là kế toán. Quê em ở đâu? Dạ quê em ở gốc thì ở Quảng Ngãi nhưng mà em sống ở trên Gia Lai. À. Dạ. Hai em cơ duyên nào mà gặp nhau ta? Cách đây là 9 năm, em đi theo bạn trai cũ của em đi về quê bạn trai chơi thì gặp chồng em luôn. Dạ lúc ủa chị vậy? Bá đạo, bá đạo. Dạ, dạ, bá đạo. Dạ lúc cái điều này đi... phải có lý giải nè. Dạ tại vì bạn trai cũ của em là bạn thân của chồng em. Em vẫn lúc đó vẫn có bạn gái, sau này sau mới vô Sài Gòn, bạn em với vợ em bây giờ chia tay. Quen sau quan tâm lúc đầu là chỉ có bạn bè thôi. Nhưng mà cuối cùng là có một bữa nhìn thấy ủa sao con này đẹp quá. Trời ơi luôn. Ôm luôn, ôm luôn, ôm luôn, chịu luôn. Ôm luôn. Xong lúc đó chị nhói tim luôn, cảm giác rồi. Được, anh này được. Ừ, thâu đầu đã phải không? Thâu đầu. Chịu luôn chị. Ừ, đúng một nửa của mình rồi. Sau khi cái bạn nó bỏ đi em có cảm thấy áy náy không? Sau này quen nhau mà 3 tháng sau á mới nghĩ ủa sao mình kỳ cục vậy? Tại lúc đó là quen. Không, nói chung 3 tháng sau mới cảm giác cái đó. Không, nói chung mà vẫn có ít 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 nhưng sau này á 3 tháng sau á sao em mới nói với em á thôi bây giờ chắc mình ấy giờ cũng thấy có lỗi quá. Thôi vậy em đi bỏ lên Đắk Lắk. Bỏ em đi luôn á chị, 20 ngày. Là em thì cứ chờ điện thoại chờ hoài luôn. Không thấy gì hết. Rồi sau đó thì là có quay lại không? Em vẫn quay về. Về rồi em mới nói là thôi hai đứa chia tay đi. Hai vợ chồng em là chia tay 2 năm. Sau con đợt đấy em ở dưới Long An á, bạn em hồi đó có liên lạc với vợ bây giờ. Xong mới gọi uống phê. Thì em cứ nghĩ là uống phê bình thường thôi. Ai về lên thấy em lên trước. Xong đổ nữa chị lót tót chị lên cái ủa. Rồi gặp rồi hai đứa mới cảm thấy vẫn còn tình cảm. Rồi hai đứa tiếp tục quen 7 tháng sau kia rồi bác sĩ kêu cưới luôn. Cưới là do bác sĩ kêu cưới. Sau khi cưới lấy xong rồi có khổ không? 3 năm đầu hôn nhân cũng dữ dằn lắm á chị. Đâu dữ dằn chiến đấu là kịch liệt lắm luôn á. Là sao đâu là có một cái đợt là chuẩn bị chồng tiền đất là sáng ngày mai chồng, mà tối nay là chồng em đi lấy tiền công trình về. Xong rồi chồng em đi nhậu luôn. Em điện về, không chịu về. Cứ cà kê miết. Xong cái tới chừng khoảng 11 giờ đêm chạy về đem tiền về. Cái em cầm cục tiền đó, quăng hết vào đường luôn. Trời đất ơi. Là em vô em coi em ngủ. Mà cái tiền đó khoảng nhiêu? 20 mấy triệu á. Trời mà quăng vậy hả? Dạ. Mà lúc đó em tức lắm. Em làm cũng cực để tiền em lấy về để mà lo cuộc sống gia đình mà sao lại mua đất mà chứ đâu phải ấy đâu. Xong rồi em mới tức quá rồi em mới gọi điện cho con bé mà em làm ở chỗ làm á. Em rủ bé đi ba với anh chơi. Chứ anh buồn quá. Sau em mới dẫn bé vô ba chơi nhậu xong rồi em cũng say rồi, em chở bé về. Rồi em về sáng sau lôi động vậy nói nữa. Nhưng mà tối hôm đó em có biết là chồng em đi ba với một người không, gái khác em không? Hoàn toàn không biết chị. Xong rồi mấy ngày sau em lục điện thoại ra mới biết xong em tức quá mà. Xong cái em mới nói ông Kỳ giờ ông muốn gì, thôi thì bây giờ ông chọn đi, một là tôi, hai là con nhỏ đó. Cái ông im biết vậy. Im biết mà không nói là chọn ai. Em mà lý do gì em đó luôn á. Không, dạ. Lúc đó sờ quằn hay vợ đòi ly dị sao tùm lum hết. Sao em mới tức em không nói. Nhưng mà lúc đó là chưa biết chuyện mà em là đi chơi. Mà rồi sau đó thì cái em đòi ly dị, cãi nhau sàn luôn. Mày tao chửi qua chửi lại. Xong rồi tức quá vợ rồi dám kêu thằng mày. Cái em nói rồi chứ. Ủa mày nhỏ tưởng tao mà tao không quyền cho. Cái vẻ cười sung sướng. Con nói nghe nè. Thật ra là còn mày tao nữa không? Dạ cũng còn. Nói chung là hạn chế. Ví dụ như giỡn thì mày vậy chút xíu thôi. Trời giỡn kì. Có lúc nào mà em tức quá về cái chuyện mà cứ xưng mày tao với em không?
ỷ lớn hơn mình á, rồi nó ăn hiếp mình hoài. Không, nhiều lúc hai vợ chồng tức nhau á thì em biết tính vợ em thì nó cũng hơi ngang, thì nói cho thỏa lòng, nói cho nó đã vậy, nhưng mà xong là cũng xong, không có để là. Có bao giờ mà em đánh vợ em chưa? Dạ có một bữa em đi nhậu về á là xỉn rồi mà em ngủ xong rồi vợ em kéo em đứng dậy nói hoài em không nói, rồi xong cứ kéo qua kéo lại cũng đùi em cũng nói tới 2 giờ sáng rồi vẫn kéo, chị biết từ 10 giờ mà tới 2 giờ sáng kéo tới 2 giờ sáng. Lúc đó mình tức quá rồi. Ừ. Nhà có hai mẹ con em thôi, sợ em trưởng muốn chết luôn á. Ừ. Chị, nhưng mà đúng rồi, em làm sao? Em kêu con này nó liều chúng ta. Con này nó liều chúng ta rồi nó nói mình là con luôn đó. Rồi lúc đó em tức rồi mà suy nghĩ thôi chứ không có nói ra. Suy nghĩ à, cái đọc em nói ra chứ bị bỏng tay sao. Rồi vợ em có cây mà quýnh con á. Em mới không biết một bên không á chị. Bữa nay nằm xuống tôi xử bài đó, tôi dậy bài cho. Thì em bắt vợ em nằm xuống đó thôi chứ nằm. Sao có nằm không? Không anh, lớn rồi đâu phải con em nữa đâu mà nằm. Đứng dậy quất em luôn. Quất em luôn, em lấy càng quất cho mấy cái. Em quất ở đâu? Quất nè nè. Như em quýnh con em sao là chồng em quýnh em y xì vậy luôn. Trời ơi, sách tay được quất chị. Quất kìa nè. Dạ. Mà quýnh thiệt luôn hả? Quýnh thiệt luôn á. Quýnh đau điếng luôn á. Rồi sao? Rồi có khóc không? Không, em khóc. Em khóc xong cái anh thấy vậy, cái anh tội nghiệp em quá, xong cái anh lấy dầu anh xoa cho em. Em không có tao xoa đâu. Em nói đúng tao rồi, đừng có xoa tao nữa. Sao? Anh buồn có anh khóc. Anh khóc xong cái em lấy chai siro của con em á. Em hù. Em uống thuốc tự tử. Em quay cái mặt qua em uống. Xong tự nhiên chồng em thấy em làm xuống mà cái chai thuốc còn đó. Chồng em tới lắc thấy chai thuốc hết mất. Sợ mất hồn. Kêu em à, giờ đi bệnh viện nghe, anh chở em đi bệnh viện. Lúc đó anh em luôn á chị. Anh chở em đi bệnh viện nghe, em kêu xe tao ra. Sao nữa? Xong rồi anh mới gọi điện cho con bé em chạy qua. Lúc em tưởng vợ em tưởng thiệt. Không, em cũng sợ chứ. Sợ xong rồi lúc đó em mới gọi mấy em kêu bé Linh qua coi chị ba mày sao mà tự nhiên mà xong nằm xuống rồi nằm, anh ba sợ mà anh ba chở đi bệnh viện nó không chịu. Vậy bé Linh chạy qua tìm cho thấy bé Linh với em ba chạy siro. Em kêu ồ đùa. Bị lộ đó. Em cũng mất cười. Cười lên cái là thôi. Không, là. Dạ. Không mà có mấy bữa mà hai vợ chồng cũng giận nhau lắm, cũng đòi ly dị ly hôn. Sau có đợt mà em làm thì chuyện tiền bạc của em á thì vợ nó cũng tức. Rồi mà tiền công trình của em nhiều lúc em giấu vợ em không có nói đâu. Nhiều lúc mà em đi làm nhưng mà em cứ làm như này em đắp bù đắp, nhưng mà cuối cùng là tiền người ta giật tiền của em á, nhưng mà em không muốn vợ không biết. Nên là em cứ lấy này đắp riết xong nó hụt. Nó hụt rồi mới nó hụt xong á chị. Cái không có nói với em đâu, thay vì vậy mình nói với vợ là em bây giờ anh hụt tiền hay là gì để em tìm cách em giải quyết. Không, cứ im yết vậy á. Xong rồi cái còn mấy triệu ở trên công trình đó chị, lái đâu được của ai á, cái đi đánh bài xong cái em biết được, em đi tìm miếng không ra, cái em gọi điện qua cho chị chủ quán đó. Chủ quán kêu nó bên đây này, Hiệp chạy qua đi. Em phi xe chạy qua luôn, xong rồi cái em giục ra đây ký vô cho tôi. Không, lúc đó em cũng sợ nghe, đang gặp bộ ba xe vô. Thấy quà hết hồn. Ủa rồi thấy ký nhau nói hết hồn, em cũng ngại. Em thấy đông quá mà em cũng sợ. Tôi ký rẹt, nhưng mà em không ký tên của em, mình ký tên người khác. Rồi em về em kêu thôi mấy anh cho em về. Để em về xong rồi cũng đòi lý vậy nữa. Vậy cứ đi. Đi dốc lên nói chứ. Đây thì đây, tao mà sợ mày hả? Đi ra giữa đường cái anh chở em thẳng vô quán mì Quảng, em mì Quảng. Sao nó nên lễ ai làm việc mà. Xong rồi đi ăn sáng rồi uống cà phê, phê qua bạn chơi lễ xong hết rồi xong rồi. Đổ quê không? Ủa mà hồi đó giờ là hai đứa là viết bao nhiêu cái lá đơn rồi? Bốn lần rồi dạ. Không? Gần đây nhất là chuyện gì nữa mà viết đơn nữa? Không, chỉ có cái đợt ảnh đi đánh bài rồi lúc đó là lớn. Hết rồi phải không? Dạ, hết rồi. Là lúc đó là em đã phát hiện ra là chồng mình không phải là ăn chơi, mà là do là bên công việc nó có một chút vấn đề. Không có trả. Thì lúc đó là em bù qua đánh bài. Kêu về nói chuyện. Anh nợ tiền công, nợ tiền vật tư bao nhiêu là em lo hết. Em về nhà
cha mẹ hai bên á, em mượn tiền, em mượn tiền xong rồi á, em mới đứng ra em trả hết nợ cho chồng em, rồi hai vợ chồng làm từ từ rồi. Nhưng mà lúc đó nói chuyện là nói kêu bằng anh em hay kêu không, người ta bằng anh em chị. Lúc đó vậy cảm ơn vợ vậy nói chung là tự nhiên vợ nó hiểu mình cảm vậy. Động đúng không? Dạ, nói chung là mình suy nghĩ cái ủa sao mình không biết để mà lo vợ con vậy mà mình lại đi làm những chuyện như như vậy đó. Hôm nay thì em cũng tu tâm rồi, em ấy đâu lo làm cái nhưng chuyện mà... gì không thành cho em cái chuyện đó như vậy. Nếu vợ em nó không góp ý không tiền bạc nó không thoải mái vậy. Nhưng mà anh hỏi em nè, em có thuốc không? Dạ có. À, vậy làm dính hết 4 cái rồi đó. Tứ độ tường là ông dính hết rồi đó. À, mê gái nè, mê gái, dẫn gái đi qua. Mới cái thôn gì mê gái đó. Mới kết hôn mà đã mê rồi á. Rồi, rượu chè. Đúng chưa? Hút sách thì bây giờ là hút thuốc. À, chứ bài bạc nữa là tứ độ tường không có đủ rồi đó. Không mà em thôi, đi. Bỏ. Chồng mê gái sao mà mới cưới xong mà đã mê gái là sao em biết? Thì cái lúc em mới sinh đó chị, thấy tin nhắn của bồ cũ ảnh á, nhắn tin mùi mặn lắm. Em nhớ anh mà lúc đó mình mới sinh có hơn 1 tháng thôi. Em tức em quậy luôn, em quậy sang em gọi điện chí chế gì cho cha mẹ chồng em. Em mất dấu. Không, nhưng mà lúc đó là em thực tế là em cưới vợ rồi, em không suy nghĩ tới người khác. Nhưng mà những người bạn gái của em á thì mới gọi điện nhắn tin cho em thôi. Nhưng mà em không nói chuyện bình thường thôi, em có đâu có nghĩ gì đâu. Sau cuối cùng tin nhắn thì em cũng đâu xóa. 3 tháng sau vợ vô sanh xong mà vô mà vẫn thấy tin nhắn là chị biết là em đâu có suy nghĩ gì. Nhưng mà không phải chị, do là con người không có tạo lòng tin cho đối phương. Tại vì em quen ảnh đó là em rất là chung thủy mà lo cho cuộc sống tương lai của hai đứa. Nhưng mà ảnh đó quen lần 4-5 đứa luôn. Sao em biết? Trời ơi, đi khách sạn chị về nhắn tin cho em ơi anh đi khách sạn với nhỏ đó. Là hồi lúc đang yêu nhau á hả? Lúc đang yêu á. Trời ơi, vậy mà em chấp nhận luôn. Em ngu hồi đó, em ngu mê gái. Em mê trai, chồng thì mê gái, vợ mê trai bỏ qua luôn. Đó là em cũng nghĩ là em quen vợ mà vợ đó hiền lắm, nghĩ mà hiền em không quen thôi. Tôi cũng hiểu ông sao ông ốm nhom nhách vậy mà ông một hơi 4 đứa mà ông không chứ ai biết rủ đi chơi mà ông đi thì đi người khác. Dạ, như là anh tới đó anh rủ em đi chơi nhưng mà tại vì hồi đó là em cũng không có muốn đi chơi, chị nghĩ đi làm là 8 giờ em mới tan sở là em mới đi về, là thành ra là em không có muốn đi chơi nữa. Rồi có đánh ghen không? Không chị, dạy rồi em cứ buồn đó, chọn công viên là cái điểm của mình thôi. Khóc ra đó cứ ngồi khóc khóc đã rồi đứng dậy dắt xe đi về. Dạ. Bữa nào buồn buồn ra ngoài khóc có một bụng dạ, xuất hiện cứ đi nữa, làm vui lắm. Không thấy một lần xuất hiện ấy. Rồi, thôi bây giờ nè, em mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Chị mong muốn là chồng em có lỗi là phải xin lỗi, đừng có để vợ nó phát hiện ra rồi mới xin lỗi. Với lại bây giờ thì chồng em cũng là người đàn ông của gia đình rồi, giống như sáng đi làm về là chiều sẵn sàng vô bếp nấu cơm cho vợ, sáng ra là quét nhà lau nhà luôn. Hai mẹ con em cứ ngủ là chồng em dậy làm, là thành ra bây giờ là em cứ nghĩ là cái đánh đổi của em á là nó cũng không là cái gì so với cuộc sống sau này đâu. Nên em mới nghĩ 3 năm đầu của hôn nhân thì vướng vấp ai cũng có. Nên bây giờ em chỉ mong chồng em là như bây giờ là được. Về nấu cơm, về nấu cơm cho ăn. Có mong là từ bỏ 4 cái thứ kia không? Dạ em nghĩ là chắc chồng em bỏ rồi ạ. Bỏ rồi. Dạ, từ cái cuộc mà khủng hoảng tiền bạc là bỏ rồi. Chút anh hỏi nè, bình thường á các cặp vợ chồng lên đây đều có đeo nhẫn cưới. Ủa, hai vai chồng em không đeo? Dạ thôi em. Thì tại vì lúc cưới á thì tụi em cũng khó khăn tiền bạc lắm, riết rồi cái nhẫn cưới của mình quên luôn. Rồi có năm ngoái á là chồng em nói là thôi đi làm nhẫn cưới, nhưng mà thôi em nói là mình đã qua cái giai đoạn khổ rồi thì bây giờ thôi thì không đeo nhẫn cưới cũng không sao hết. Thế em có muốn có được chiếc nhẫn cưới đâu? Dạ thì cũng có, em cũng mong là sinh nhật hôm nay chồng em tặng cho em cái nhẫn cưới. Dạ dạ thôi em trong chương trình Vườn Son thì em mấy thì em có nhẫn, mua nhẫn tặng vợ. Trời ơi, ngạc nhiên chưa? Quỳ xuống đàng hoàng. Em 5 năm rồi. Vợ chồng mình xảy ra nhiều chuyện lắm. Thôi anh nợ em lời cầu hôn. Thôi em làm vợ anh nha. Em với con là cuộc sống của anh. Thì và bây giờ đã đeo nhẫn cưới vô rồi á thì em cũng muốn chồng em giữ cuộc hôn nhân này và hãy là người chồng của gia đình như hiện tại là em hạnh phúc rồi. Bây giờ nè chị thay mặt chương trình ha. Chúc cho cái đôi bạn này á là 100 năm gọi là hạnh phúc nè. Rồi á, những cái điều mà em ước mong là sẽ có. Và cái nhẫn cưới này á nó sẽ làm cho tụi em hạnh phúc hơn. Yêu nhau hơn. Nghe. Và nắm chặt tay gì hoài nghe. Nắm nha, đừng có buông nghe. Rồi, chúc hai em luôn luôn hạnh phúc nha. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn chị.
hát được cái bài đầu tiên là tụi em muốn gục ngã và muốn đi về rồi. Vì vợ em ngày xưa thì thực sự trong ấn tượng đầu tiên là xấu lắm. Em mà nhậu về là đánh đập em ghê lắm. Xin quý vị dành tràng hoa tay đón chào cặp vợ chồng thứ hai. Xin chào. Dạ, em chào anh chị. Xin chào anh chị. À rồi, mời bạn giới thiệu về mình. Em là Phạm Thế Điển, năm nay em 31 tuổi, em làm kinh doanh. Điển là người vùng nào? Em là người Thái Bình. À, Thái Bình. Biết hát chèo không? Biết chứ ạ. À, chút nữa chắc sẽ mời Điển để mà biểu diễn mấy cái tiết mục chèo mà được nha. Dạ. Còn em? Dạ, em chào anh chị. Em là Phạm Thị Thủy. Em năm nay 29 tuổi, là nhân viên văn phòng. Và em đến từ thành phố Huế. Dạ. Huế. Ồ. Thủy mộng mơ rồi biết hát hò Huế không? Dạ, không ạ. Rồi giờ là vui rồi, bớt rung rồi đúng không? Dạ. Ngài Điển cho tất cả quý vị khán giả biết là cái cuộc tình của hai bạn như thế nào? Bọn em quen nhau hồi xưa là bọn em đã sinh viên ở trường Đại học Nha Trang á. Thì ban đầu bọn em chuyển tới cái khu trọ mới. Em ở một phòng, chồng em là ở phòng khác. Cái anh ở phòng giữa đó, anh sẽ kéo hai phòng lại với nhau. Thì hồi đó em về là một cô bạn nữa qua. Thì khi qua tới nơi thì bắt đầu thì cái anh đó anh giới thiệu thế nào ấy. Bạc này bạc khác luôn, hai bài treo thì bên. Mà hồi đó không bao giờ mà em hưởng thụ được cái cảm nhận cái nhạc đó. Nói chung là hát được cái bài đầu tiên là tụi em muốn gục ngã và muốn đi về rồi. Nhưng mà kiểu răng buồn ngủ ấy. Dạ, không nghe được chị ạ. Hai bây giờ nè, điện tử điện cất giọng của anh có gục ngã không? Vâng. Không có gì cho nhà phó tay để cho điện lên đi có tinh thần. Mà hát cái bài đúng với cái bài mà cái đêm đó nghe. Vâng, thôi em cũng thể hiện cái bài hôm gặp vợ em lần đầu ấy là em có thể hiện. Chứ đứng ở đằng xa yêu nhau, đứng ở đằng xa con mắt liếc lại, con mắt liếc lại bằng ba đứng gần. Em còn son, anh cũng còn son. Em còn son, anh cũng còn son. Ước gì ta được, ước gì ta được làm con một nhà. Trời ơi, vậy mà gục là sao? Em còn son, anh cũng còn son. Đôi ta lên vợ chồng son. Ủa cái đó dễ thương mà cái mặt chồng y chang vậy luôn hả? Mặt mà liếc qua liếc lại. Khi mà hát bài này là chồng em luôn luôn là nhảy vậy á. Ngày xưa em mà hát bài này mà em thể hiện trên lớp là em chỉ cần gái. Anh còn son là các bạn gái nữa. À, em cũng còn son. Bị ghê đó chị. Dữ dội. Nhưng mà sau rồi cuối cùng là làm sao mà em yêu? Ban đầu thì tụi em không có ấn tượng gì cả. Còn sau đó thì trường tổ chức cầm trại. Thế em ở đằng này, con chồng ở đằng kia. Đứng đâu này tự nhiên thấy cái từng đi nó hơi kỳ kỳ. Giọng dạng bao bao á. Thế là lúc đi về là đi đằng sau nữa. Chắc là để ý từ đó. Lý do là cái tướng đi như bà bầu. Dạ, dạ. Nhưng mà Điển từ lúc nào thì bắt đầu mới để ý cô này? Thực ra thì em cũng không để ý đâu. Vì vợ em ngày xưa thì thực sự là trong ấn tượng đầu tiên là xấu lắm. Đen bởi vì là vợ em là gái Huế mà. Nhưng mà cũng ở đó cũng nắng gió nhiều á. Đen. Nên là em đầu tiên em không có để ý. Nhưng mà về sau thì cứ hai phòng qua chơi thì anh em dần dần thân thiết thì chuyển qua bao giờ không biết nữa. Chắc là hồi xưa là đen lắm à? Đen. Bây giờ về trăm như cách nào đó mà giờ trắng rồi. Trắng hơn. Ngày xưa em bảo toàn bảo là rồi như củ tam thất ấy. Rồi bao lâu thì tụi em lấy nhau? Quen 6 năm lần ạ. Dạ. Về quen lâu vậy lấy nhau về là chắc không có cái điều gì mà phải... Dạ, đúng rồi. Khó khăn hoặc là thất vọng hay là này kia nọ đâu. Dạ, chỉ có một cái việc á là chồng có đi kinh doanh á thì có hay uống. Uống đôi khi thì cả nệ thì say thôi. Thì về thì có đôi hôm mình lo lắng quá đâm ra mình có nói. Chồng có lỗi nhưng mà mình nói rồi thì chồng lật ngược lại. Lỗi đó là của em mà xong chồng nhận rồi mình. Lật ngược hết cờ đó. Dạ, khi nào về hết đó chị. Từ khi yếu đến khi cưỡi rồi là nó vẫn vậy. Nhưng mà lý do gì tại sao cứ về nhà là em cứ đổ lỗi hết cho vợ em vậy? Đi say xỉn về. Mỗi lần xỉn về vợ nói là... Em cũng phải xin lỗi chứ, nhưng khi mà say thì không biết cái gì nữa. Mà vợ em thì nói nhiều xong rồi thành ra là em không hài lòng thôi. Xong em quay ngược lại mà em bật ngược lại được ngay. Ví dụ thế này nè chị, có đợt nhậu nhiều. Thứ nhất là em lo đi đường xe cộ. Cái thứ hai á
là đi về nhìn cái dạng xấu lắm, cái tượng nó xấu kinh khủng. Như bà bầu đi hả? Dạ không, giả sử như trận đầu tiên đi say về á, là nhà mình cái cọng nhà mình vậy này, không chui vào cọng nhà mình, đục lên cọng nhà người ta rồi xong khi đó mình vụt lại cho cọng nhà mình đi rồi vậy đó. Còn bữa thứ hai á, là về nhà thì đi về ăn cơm cứ gục cái mặt vốn cái tô vậy á. Xấu quá hả? Nhìn cái tượng con được đi là chân cao chân thấp chân cao chân thấp vậy, nhìn cái tượng xấu lắm nên em thích vậy. Cái nào quay phim thì cho anh trả con quay hoài em quay hoài là xóa. Em mà nhậu về là đánh đập em ghê lắm, đối xử với em ở vậy hả? Không, đối xử tàn nhẫn sao? Thì bây giờ kể thật sẵn đây khui thật xấu của vợ thì hôm trước quay clip lại mà em không ngờ là vợ em cái mặt em thế này mà tát 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 tát. Không phải là biết lúc đó là sai xin xin, nhưng mà lúc sai về thì vợ làm gì thì cũng giống như biết mình có lỗi á, thì cứ là không biết luôn, cứ cười thôi. Vâng, cười thôi. Khổ lắm. Hồi trước là em nói, nhưng mà nói em có tác dụng là giờ về là em vừa quay em vừa đánh. Em bụng cho cái lỗ mũi thành đầy cà chua luôn. Nó khi nữa là thầy ờ sao mình say để vờ đánh đâu, thế này là mình được cái nữa là bỏ. Cái đó là theo em là xấu hay là dễ thương? Ui trời xấu chứ. Xấu quá luôn. Xấu quá luôn. Còn có gì xấu đâu. Còn có gì xấu đâu. Không, bởi vì là bây giờ em nói không được. Thì em chỉ có cách là em làm về thì chồng em nhìn ở tự nhiên mình làm mất hình ảnh thôi chứ rồi chồng em tự thay đổi. Rồi giờ cho chồng nói thêm tật xấu nữa của vợ này. Ngoài cái đó ra còn cái gì? Chẳng hạn như mà đi nhậu mà có vợ em đi cùng em cũng như thế nào ấy, về cũng không sao cả. Cứ vẫn vui như bình thường. Nhưng mà chẳng may mà đi em mà vợ đi một mình thì thôi để về. Càng lắm luôn. Càng. Là chỉ có cái đó xấu thôi gì đúng không? Vâng, xấu thế thôi. Đâu có gì thế nào? Thôi gì? Vâng. Vậy là muốn vợ thay đổi cái gì? Hiểu cho chồng một chút. Chẳng hạn như chồng đi thì nhiều khi cũng là mục đích. Chẳng thay đổi là cảm thông cho chồng một chút trong vấn đề mà khi mà chồng đi nhậu một mình. Có đừng có quay phim lại nữa không? Không, cái đó thì chắc ưu tiên con quay. Ủa nhưng mà bây giờ tụi em là đã có mấy bé rồi? Dạ chưa. Chưa có nữa hả? Dạ. Mấy năm rồi cưng? Dạ 2 năm ạ. 2 năm. Dạ. Nếu thế chứ thì để anh Bin chút hỏi nghịch vậy là biết rồi. Bây giờ em đứng em chút đi. Bây giờ tụi em có muốn có con không? Dạ có chứ ạ. Hôm nay sắp bộ đồ dí mới này anh chút nha. Thôi bây giờ nè, đến đây gặp chương trình thì đó là một cái duyên đúng không? Dạ. Thì anh chúc cho hai vợ chồng em sau chương trình này về thấy không? Tất cả mọi thứ sẽ phối hợp ăn ý ha. Hai vợ chồng sẽ điều hòa tất cả mọi thứ và mau chóng có tin vui đó. Dù gái hay trai là chỉ hai là đủ nha. Thôi xin cặp luôn đi. Còn nè chị nói là riêng về tụi em á, những cái điều mà nãy giờ tụi em tâm sự đó thì chị thấy một cái cảm nhận như thế này. Thứ nhất á là đúng là khi nhậu đừng nói nữa, nói á chồng mệt mà mình cũng mệt mà nó có nghe được đâu. Đó, nói ít thôi nhưng mà nói đúng lúc đúng chỗ là phê liền. Dạ. Đó, còn về phần em thì chị chỉ muốn khuyên em như vậy, phải chứng minh và thể hiện mình là người đàn ông trụ cột của gia đình, mà em phải là cái thế gọi là thượng phong, có nghĩa là em phải là kèo trên. Tại vì em là công việc kinh doanh là gần như là một thành phần gọi là trụ cột gia đình về mặt kinh tế đúng không? Thì đồng thời em phải là cái người trụ cột cả về mặt tinh thần nữa. Mà con trai Bắc là thường là như vậy mà. Thế em phải phát huy cái việc đó. Rồi, chúc tụi em hạnh phúc và mau có em bé. Em chào hai em. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý, mời các bạn quay lưng lại. Nghe kỹ câu hỏi nha. Vợ của bạn thích ăn món gì nhất? Rồi, đến 1, 2, 3. 1, 2, 3, quay qua. Bánh lọc nậm, bánh lọc nậm. Bà mổ. Bánh gì? Quay qua. Bún bò, chả giò. Xong hả? Ơ quá. Như vậy là với bánh lọc thì cặp vợ chồng Điển sẽ được ưu tiên chọn một trong bốn màu. Mời. Anh chọn màu gì? Chọn màu vàng. Màu vàng. Rồi. Còn em? Bên đây. Em chọn màu xanh. Màu xanh. Màu xanh. Rồi. Chị màu đỏ nha. Bắt đầu tấn tới cái hộp của mình đi. Quân Thuận và chị Vân sẽ là cặp đôi mở trước nha. Một. Rồi xin mời hai cặp vợ chồng chuẩn bị đặt tay lên. Nắm tay nhau đi nha. Một, hai, ba. Hay quá vậy. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Vợ Chồng Son chúng tôi xin nói lời tạm biệt.